anh một món quà của người thân của anh gửi tặng cho anh ạ. Người thân của anh có tên là Cái Thị Thủy. Anh em có thể đọc cho mọi người nghe cái thông điệp yêu thương mà vợ anh gửi cho anh được không ạ? Chúc bạn tháng anh ngon miệng và làm việc hiệu quả. Nên gửi lại bạn thắng lợi. Đây là món quà của anh. Anh mở cho mọi người cùng xem để chia sẻ niềm vui với anh. Anh mở. Có ai nhỉ? Vợ thì ông đâu? Má hạnh phúc. Ôi giời. Cảm thấy cũng hơi bất ngờ. Rồi em cảm ơn anh ạ.